Thị Phú là người có khả năng cũng đã bước sang năm thứ 10. Khả năng của chị Phú là càng ngày càng phát triển. Vào những năm 2004, 2005 thì đã có bác sĩ Nguyễn Thế Dân, bác sĩ Kim Loan, phó giáo sư Bùi Tiến Quý là những người đầu tiên lên để nghiên cứu. Và sau đó nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai, giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Thị Phi Phi nghiên cứu về những cái khả năng giúp đỡ của chị Phú đối với bà con trong rất nhiều lĩnh vực. Vừa là chẩn đoán bệnh, vừa là hỗ trợ để mà khỏi bệnh, giải quyết những cái vướng mắc trong gia đình do những cái lý do rất là đặc biệt. Từ năm 2012 thì Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người có triển khai một cái đề tài lớn, nghiên cứu cái sự tác động của các nhà ngoại cảm, xem là kết quả nó như thế nào. Cách chữa bệnh, phương thức chữa bệnh của những nhà ngoại cảm như chị Phạm Thị Phú và rất nhiều người khác được khoa học công nhận để có thể đưa vào nó là một cái phương pháp chữa bệnh của Việt Nam rất là độc đáo. Trong cái việc chữa bệnh này thì đặc biệt lại có rất nhiều những người là những nhà khoa học. Và trong các nhà khoa học đặc biệt lại có những người chính là bác sĩ Tây Y đã đến đây và đã được chị Phạm Thị Phú hỗ trợ. Cũng đã thấy những cái hiệu quả chữa của chị Phú đối với nhiều bệnh. Và phải nói rằng đây là những bệnh hết sức là hiểm nghèo. Những bệnh mà Tây Y nhiều khi đã là coi như bó tay và đến đây đã được chị Phú giúp và là có hiệu quả. Thưa nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú, kính thưa bà con, cô Phú đã từng được in khoảng ngót 30 trang ở trong cuốn Sự thật tưởng như huyền thoại. Những việc cô Phú đã làm cho đời, cho xã hội là khó tin nhưng là sự thật. Tôi cho rằng bà con chúng ta phải thừa nhận một sự thật, mà sự thật thì đồng nghĩa với chân lý. Chúng ta cần phải tôn vinh, phải ủng hộ, phải bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý. Nếu như trên đất nước này, mỗi một tỉnh có được một người chữa bệnh như cô Phú sẽ giảm tải ở các bệnh viện rất là nhiều. Cô Phú rất là có tâm, có đức, thương bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân nặng, bệnh nhân nghèo. Mà cô Phú thường quan tâm, ưu tiên đối với những bệnh nhân nào nặng thì thường được gọi lên trước. Mặt khác, khoảng quan sát của tôi, những người đến đây chữa bệnh không tốn tiền và hầu hết là bà con nghèo, bệnh hiểm nghèo. Chúng ta thấy có một cái hòm gọi là tùy tâm. Đây không phải hòm công đức, tùy tâm thôi. Tùy theo bệnh nhân, với tâm lòng của mình, thả vào đó mệnh giá bao nhiêu cũng được. Còn cô Phú không nhận tiền theo một cơ chế mỗi bệnh nhân là bao nhiêu tiền. Cô Phú không thu tiền như thế. Cháu Phú trải qua một chặng đường tính từ 2003 đến nay là vô cùng vất vả. Nếu mà cháu lấy tiền thì tỷ phú rồi. Như cháu Phú đây thì tôi theo dõi đến hôm nay là 11 ngày. Thì bà con ở đây còn biết nhiều hơn tôi. Cho nên là cháu trải qua bao nhiêu năm như thế, công an gọi lên, chính quyền gọi lên. Rồi báo chí thì chửi bới, phê phán. Tôi đã kết luận trong hội nghị toàn quốc ấy, là nếu muốn trở thành nhà ngoại cảm có khả năng ấy, nếu mà báo chí chưa chửi, công an chưa bắt đi tù thì chưa thành nhà ngoại cảm được. Đúng là một cái điều mà tôi thấy rất tâm đắc là chữa bệnh và tất cả các vấn đề của chúng không phải là âm dương hài hòa thì mới được. Thì có lẽ tôi xuống đây đến đây rất nhiều lần và tôi rất là hâm mộ và rất là cảm động để nghe qua được để Tây Y các bác sĩ được đào tạo trong cái nền y học hiện đại này nên đến đây học cái y đức nhất và dễ hiểu nhất. Đấy, nó có thể là nó bằng không cần phải về hai điều đức mà nó có thể bằng bao trùm tất cả luôn. Tất nhiên chúng ta phải học hai điều đức tất cả nhưng đây là sinh động nhất. Tôi rất cảm động về những cái việc này. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Hải, Bệnh viện Bạch Mai đã nói: "Tôi cho rằng đây là một sự thành công kỳ diệu, một sự tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Tôi đã chứng kiến nhiều năm nay cô Phú chữa bệnh cho rất nhiều người hoàn toàn bằng sự sẻ chia đồng cảm với một chữ tâm sáng ngời, không đặt ra bất cứ một yêu cầu nào về vật chất đối với tất cả những bệnh nhân đến với cô. Thậm chí cô còn cưu mang những bệnh nhân có hoàn cảnh quá nghèo khổ, éo le. Một người như cô Phú bây giờ là tài sản quốc gia, là phúc lộc của đất nước, là vị cứu tinh của những người bệnh hiểm nghèo. Vậy nên mới có thơ rằng: bệnh viện tuyến cuối,
Từ ngày kinh tế thị trường, bao nhiêu bệnh viện, nhà thương nước nhà, mở cửa đón toàn dân ta, có tiền là được, ra ra vào vào. Hết tuyến thấp đến tuyến cao, Bạch Mai Việt Đức, cứ vào, cứ ra. 108 bệnh viện ca, nộp tiền là được, người ta mời vào. Những phòng khám chất lượng cao, cứ có tiền triệu là vào khám ngay. Nếu bác sĩ lại không chữa khỏi, ta khấn trời rồi hỏi đi đâu. Trời rằng đi hết tuyến đầu, thì đến tuyến cuối mà cầu tâm linh. Hợp năng lượng, hết bệnh tình, thì cái số mình là số trời cho. Bệnh viện tuyến cuối nhà cò, ra vào thoải mái, chẳng lo không tiền.